má. Ờ, con có chuyện gì muốn nói với má phải không? Dạ, con muốn xin má một ít tiền. Có bao giờ má hẹp hòi với con đâu. Con cần gì thì nói với má, bà má sẽ cho con. Dạ, má, lần này má cho con được bao nhiêu má? Con cần tiền để làm gì? Mà cần bao nhiêu? Ừ, dạ, con... Con cần bao nhiêu thì cứ nói, bà má không có tiếc gì với con đâu. Bà còn nói chỉ cần tốt cho con thì cực khổ vất vả bao nhiêu, bà má cũng thấy vui và hạnh phúc. Vì vậy con đừng có ngại gì hết. Dạ, lần này con cần số tiền. Dạ, dạ thôi, thôi đi. Sao vậy con? Ừ? Thôi, má hiểu rồi. Bây giờ con trai của má đã lớn, đã có nhiều giao tiếp ở bên ngoài. Tiền tiêu vặt ba má cho như bình thường là không đủ. Có đúng vậy không? Con yên tâm, má sẽ cho con nhiều hơn. Ừ. Dạ, con cảm ơn má. À, má quên hỏi con nữa. Sao tháng này tiền học thêm tăng gấp mấy lần so với tháng trước vậy con? Dạ, bộ thầy cô dạy nhiều lắm hả? Vậy rồi con có học nổi không? Nghĩa nè. Dạ. Con đừng có để bị áp lực nha con. Ba biết á, là thi vô ngành y rất là khó. Nếu như mà năm nay con thi không đậu á, ba má sẵn sàng cho con luyện thi thêm một năm nữa. Nhưng nhớ, đừng để bản thân bị quá áp lực, nghe chưa? Dạ. Má nghe kể có mấy người học hành nhiều quá rồi phát điên. Còn liệu sức mình nghe con. Dạ, ba má yên tâm đi, con vẫn đang theo kịp chương trình mà, ba má đừng có lo.